Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận một vụ tấn công tại trụ sở của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Thổ Nhĩ Kỳ, TUSAS, gần thủ đô Ankara vào ngày 23 tháng 10, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 22 người khác bị thương. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố tàn bạo này. Theo truyền thông địa phương, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại hiện trường, kèm theo đó là những hình ảnh về một cuộc đấu súng. Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, ngay sau vụ tấn công, lực lượng an ninh đã vô hiệu hóa hai kẻ khủng bố, gồm một nam và một nữ. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng nước này khẳng định rằng Đảng Công nhân Người Kurd, PKK, một tổ chức bị cấm hoạt động là thủ phạm đứng sau vụ tấn công. TUSAS là một trong những công ty quốc phòng và hàng không hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ, với vai trò quan trọng trong việc sản xuất máy bay chiến đấu quốc gia đầu tiên của nước này. Sau mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGO. Một vụ tấn công khủng bố đã xảy ra tại trụ sở của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Thổ Nhĩ Kỳ, TUSAS, gần thủ đô Ankara, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 22 người bị thương. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công. Bộ trưởng Quốc phòng nước này khẳng định Đảng Công nhân Người Kurd, PKK, là thủ phạm đứng sau vụ tấn công. TUSAS là một trong những công ty quốc phòng và hàng không hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ, có vai trò quan trọng trong việc sản xuất máy bay chiến đấu quốc gia.